chúng ta là một bức tranh nói về động vật sống dưới nước từ những nguyên liệu rất là dễ tìm. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta làm những chú cá từ những lớp chai nhựa nhé. Để làm được những chú cá dễ thương này, cô sẽ có các nguyên vật liệu. Đầu tiên, bìa A4 cứng. Tiếp theo, lắp chai nhựa. Và đây là các hình tam giác. Còn đây là bút lông. Đây là bút màu sắc. Để làm được những chú cá này, đầu tiên cô sẽ dán hình tam giác trước. Cô sẽ thoa hồn vào mặt sau của hình tam giác. Tiếp theo, cô sẽ dùng lớp chai nhựa và dán hồn ở mặt sau của lớp chai nhựa. Cô sẽ dán lớp chai nhựa chồng lên một góc của hình tam giác. Để thật nhiều chú cá hơn, cô sẽ dán thật nhiều tam giác. Vậy những chú cá này còn thiếu bộ phận nào nữa các con? À đúng rồi, những chú cá này còn thiếu mắt và miệng. Bây giờ cô sẽ dùng bút lông và vẽ mắt, miệng của chú cá nhé. Để cho bức tranh này sinh động hơn, cô sẽ vẽ thêm rong, rêu và các mọc biển nữa nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn thành các chú cá thật là xinh xắn từ những lớp chai nhựa với chủ đề động vật sống dưới nước. Thật đơn giản đúng không các bạn? Cô chúc các con thành công.